Hello, chào tất cả các bạn nhá. Nay mình lại đi xem người giao cấy cái lúa mà người ạ. Đây, ở phía xa xa kia có rất là nhiều người cấy kìa. Bây giờ mình đi xem nhá. Bảy người giao ở trên Võ Nhai. Đây ruộng này cục cạn hết nước, mương to tướng nhưng mà đây mương này mà không có nước, cái nguồn của nó bé quá. Nắng lâu quá mà không có nước, cạn hết rồi. Bây giờ mình đi lên xem người dân tộc cấy. Có một số người thì cấy đá xanh, còn một số thì chưa cày, chưa làm được. Đây như cái đám này mới gặt chiêm xong mà không có nước để làm đây. Động này là động cạn. Ít nước lắm. Chả có nước đâu. Lấy ít nước sang xuống ruộng này. Cũng rất là đông người cấy. Ui, lên gần tí xem. Khá là đông người, một đôi, hai đôi, ba, bốn, năm, sáu đôi, 12 người. À, dạ, thành cấy cả. Đàn ông cấy đây. Để quay tí. Mà thế. Người giang lồng ghê không? Là người giao phương giao. Đấy. Người ra phương xác phương giao. Đàn ông cấy đây. Đấy, đội mố kia nhá.
Nhưng em quá mà nó quạt thế. Chịu trẻ tiểu đó mà nè. Cô nè. Mới đều về thăm ra thế này thì thăm tài á. Đây người ở bên kia gánh mạ lên xe mạ, anh em là đang sắn để đánh đi cho các bà nó cấy. Đến đây thì có ít nước, nước rất là bé. Mạ tốt ghê nhỉ. Đây, anh em nó nghỉ đi uống nước.